Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 5 ngày 24 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp để đón lành tránh dữ cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 24 tháng 10 năm 2024, tức ngày 22 tháng 9 âm lịch, ngày Tân Dậu, trực, bế, xấu mọi việc, trừ đắp đê, lấp hố, rãnh, tuổi xung ngày, Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi hợp trong ngày, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục. Giờ hoàng đạo, Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi tiền tài tiêu tán trong ngày thứ 5 này sẽ là tuổi Dậu, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 24 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, tương phá gây họa, người tuổi Tý nên hạn chế tính nóng nảy, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Bạn nên nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn, chứ đừng mong người khác thuận theo ý mình. Với người làm kinh tế, hôm nay không phải thời điểm thích hợp để bạn đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh. Hãy cẩn thận trước những lời mời chào, lôi kéo đầu tư của bất cứ ai, kể cả là người thân thiết. Kim sinh thủy, may mắn mà chuyện tình cảm của bản mệnh lại khá êm đềm. Người ấy lắng nghe và thấu hiểu cho bạn. Mỗi khi tâm sự với người ấy, bạn đều thấy nhẹ nhõm hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim nên hạn chế tính nóng nảy, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy đừng mong người khác thuận theo mình trong mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa hôm nay không phải thời điểm thích hợp để bạn đưa ra các quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ hãy cẩn thận trước những lời mời chào lôi kéo đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc mỗi khi tâm sự với người ấy bạn đều thấy nhẹ nhõm hơn. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tị. Tử vi tuổi Sửu, tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu duy trì được tinh thần làm việc hăng hái, tích cực trong thời điểm này, bản mệnh không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó để rèn luyện bản thân và chứng minh vị thế. Với người làm kinh tế, con giáp này giữ được chữ tín nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng ủng hộ. Các đơn hàng luôn tấp nập khiến bạn luôn bận rộn nhưng kiếm được nhiều tiền vào túi. Tuy nhiên, vì làm việc quá sức nên tình trạng sức khỏe của bạn lại có dấu hiệu suy giảm. Khuyên bạn chớ nên tham công tiếc việc, hãy chú ý sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi đúng lúc. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim duy trì được tinh thần làm việc hăng hái, tích cực. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó để rèn luyện bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa giữ được chữ tín nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng ủng hộ. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ bạn bận rộn nhưng kiếm được nhiều tiền vào túi. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc chớ nên tham công tiếc việc, hãy chú ý sinh hoạt điều độ. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, Kim khắc mộc, người tuổi Dần phải đối diện với những tổn thương trong tình cảm. Những lời nói trong lúc nóng giận của người ấy có thể khiến bạn vô cùng buồn bã. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua, hai bạn đều cần bình tĩnh lại để có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Như vậy thì các khúc mắc mới có hướng giải quyết. Chính tài che chở, may mắn là phương diện tài lộc của bản mệnh lại có khởi sắc đáng kể. Bạn gặt hái được thành tích tốt, đem về lợi nhuận cho công ty nên có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, những lời nói trong lúc nóng giận của người ấy khiến bạn tổn thương. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, bình tĩnh trò chuyện thì các khúc mắc mới có hướng giải quyết. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, gặt hái thành tích tốt, đem về lợi nhuận cho công ty. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tương xung ngăn trở, người tuổi Mão và đồng nghiệp dễ có những quan điểm trái ngược trong ngày hôm nay. Mọi người không ai chịu ai nên có thể khiến vấn đề thêm nghiêm trọng, công việc có dấu hiệu dậm chân tại chỗ.
Với người làm kinh tế, bản mệnh phải đối diện với nhiều chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Khuyên bạn cần giữ tỉnh táo để nhận ra những nguy cơ tiềm tàng, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng yên ấm hơn. Bạn và người ấy đều có tâm sự, nhưng không ai chịu chia sẻ, nên khó hiểu được nhau, quan hệ dần trở nên xa cách. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, mọi người không ai chịu ai nên có thể khiến vấn đề thêm nghiêm trọng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, phải đối diện với nhiều chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cần giữ tỉnh táo để nhận ra những nguy cơ tiềm tàng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, bạn và người ấy đều có tâm sự nhưng lại không chịu chia sẻ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, vợ chồng khó hiểu được nhau, quan hệ dần trở nên xa cách. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, nhị hợp che chở, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo trong ngày hôm nay bởi bạn luôn chủ động, xông xáo, không ngại nhận thêm công việc. Nếu làm trong lĩnh vực kinh tế, bạn có cơ hội làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Mọi người hợp tác ăn ý, cùng hướng tới một mục tiêu nên bắt tay làm việc gì cũng thuận lợi, đem về nhiều lợi nhuận. Trên phương diện tình cảm, nếu bạn đã có thiện cảm với một người nào đó thì cũng nên chủ động hơn. Chỉ cần bạn thể hiện được sự chân thành của mình thì rất có thể đối phương sẽ cho bạn cơ hội tiến xa hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn luôn chủ động, xông xáo, không ngại nhận thêm công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có cơ hội làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, nếu bạn đã có thiện cảm với một người nào đó thì nên chủ động hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn cần thể hiện được sự chân thành của mình trong tình cảm. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chính quan nâng bước, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ hanh thông, bằng phẳng hơn hẳn. Bạn bỗng tìm được cách giải quyết vấn đề tồn đọng suốt bấy lâu, khiến nhiều người phải bất ngờ. Với người làm lãnh đạo, con giáp này thể hiện được cái uy của mình trước tập thể. Bạn đưa ra được những quyết sách quyết đoán, dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, vươn tới thành công. Hỏa khắc kim, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được như ý muốn. Bạn cần phải bao dung cho nửa kia nhiều hơn, đừng nên soi mói những lỗi lầm quá nhỏ nhặt khiến đôi bên đều mệt mỏi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, tìm được cách giải quyết vấn đề tồn đọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, thể hiện được cái uy của mình trước tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đưa ra được những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt tập thể. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cần phải bao dung cho nửa kia nhiều hơn, đừng nên soi mói. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nếu có gì không vừa ý thì nên nêu ra một cách nhẹ nhàng. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thiên quan cản trở, người tuổi Ngọ nóng nảy, có thể vướng phải mâu thuẫn với cấp trên trong ngày hôm nay. Bạn ăn nói quá thẳng thắn nên có thể khiến đối phương mất lòng, công việc cũng thêm phần khó khăn. Với người làm lãnh đạo, bạn thường xuyên đưa ra những quan điểm, ý kiến áp đặt khiến bầu không khí tập thể trở nên căng thẳng. Hãy xem lại những quyết định của mình, nếu có khúc mắc ở đâu thì nên kịp thời sửa đổi. Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm cũng chẳng yên ấm hơn, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên ham vui, tạo cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, bạn ăn nói quá thẳng thắn nên có thể khiến người khác mất lòng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, thường đưa ra những quan điểm, ý kiến áp đặt khiến bầu không khí tập thể trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nếu có khúc mắc ở đâu thì nên kịp thời sửa đổi. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, chớ nên ham vui, tạo cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, Thổ sinh kim, người tuổi Mùi trân trọng hạnh phúc của mình đang có và luôn dành thời gian quan tâm tới người thân. Bạn cố gắng trong mọi việc cũng vì muốn người thân có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Với người độc thân, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người bởi tính cách hòa nhã, đối nhân xử thế khéo léo. Rất có thể con giáp này sẽ nhận được lời bày tỏ của ai đó trong hôm nay.
thiên ấn che chở, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng không kém phần hanh thông, suôn sẻ. Bạn được truyền dạy cho nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, áp dụng rất tốt trong công việc. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, trân trọng hạnh phúc mình đang có và luôn dành thời gian quan tâm tới người thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, cố gắng trong mọi việc cũng vì muốn người thân có cuộc sống tốt đẹp nhất. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nhận được sự chú ý của nhiều người bởi tính cách hòa nhã, đối nhân xử thế khéo léo. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nhận được lời bày tỏ của ai đó trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, được truyền dạy cho nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, nâu, xám, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Tam hội giúp sức, người tuổi Thân biết mình cần phải làm gì để khẳng định vị thế trong tập thể. Bạn luôn là người đưa ra cách giải quyết vấn đề đúng đắn, truyền cảm hứng và động lực cho mọi người xung quanh. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để người làm kinh tế đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh. Nếu đã chuẩn bị tốt các yếu tố nhân lực, vật lực thì bạn hãy nhanh chóng hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, sức khỏe là vấn đề mà bạn cần quan tâm hơn trong thời điểm này. Hãy dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ để cơ thể được khỏe mạnh, dẻo dai hơn, hạn chế các bệnh về xương cốt. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, biết mình cần phải làm gì để khẳng định vị thế trong tập thể. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, truyền cảm hứng và động lực cho mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, thích hợp để đưa ra quyết định đầu tư hoặc mở rộng thị trường. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, hãy nhanh chóng thực hiện hóa các kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hãy dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày thấy tự hình khuyên người tuổi Dậu nên tin tưởng hơn vào bản thân và quyết đoán khi đưa ra các quyết định. Nếu bạn cứ chần chừ do dự thì rất dễ để cơ hội vào tay người khác. Nếu gặp phải khúc mắc trong công việc, bạn cũng nên chủ động trao đổi với mọi người, chứ đừng tự mình cố gắng giải quyết. Bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng cho tập thể. Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động, vợ chồng bạn đều quá bướng bỉnh nên không ai chịu xuống nước trước. Mâu thuẫn kéo dài khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nên quyết đoán khi đưa ra các quyết định. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, nếu bạn cứ chần chừ do dự thì rất dễ để cơ hội vào tay người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nếu gặp phải khúc mắc trong công việc, bạn cũng nên chủ động trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đưa ra những quyết định sai lầm gây ảnh hưởng cho tập thể. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, mâu thuẫn kéo dài khiến bầu không khí gia đình căng thẳng. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, tương hại giáng họa, người tuổi Tuất cần phải đề phòng người khác, chớ tin tưởng vào người khác quá dễ dàng. Kẻ xấu có thể đang chờ lúc bạn sơ hở để gây cản trở hoặc cướp mất công lao của bạn. Với người làm kinh tế, bạn nên hoàn thành các dự án còn đang dang dở của mình và không nên vội vàng bước vào các lĩnh vực mới. Có nhiều nguy cơ đang tiềm ẩn mà bạn chưa nhận ra. Thổ sinh kim, may mắn bạn luôn cảm thấy bình yên mỗi khi về đến nhà. Người nhà luôn cổ vũ, động viên bạn và đem lại cho bạn nhiều động lực. Có gia đình khiến bạn mạnh mẽ hơn khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, cần phải đề phòng người khác, chớ tin vào người khác quá dễ dàng. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, kẻ xấu có thể đang chờ lúc bạn sơ hở để hãm hại bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, không nên vội vàng bước vào các lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, có nhiều nguy cơ đang tiềm ẩn mà bạn chưa nhận ra. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, người nhà luôn cổ vũ, động viên cho bạn và đem lại cho bạn nhiều động lực. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, kim sinh thủy, người tuổi Hợi đã chủ động và tự tin hơn trong chuyện tình cảm. Bạn trò chuyện với mọi người xung quanh và rất có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau hơn vì đôi bên luôn dành thời gian để trò chuyện. Người ấy cũng đưa ra cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích cho công việc. Thương quan chiếu mệnh, tiếc là phương diện sự nghiệp lại không được như ý. Bạn cảm thấy áp lực vì bị giao cho quá nhiều đầu công việc. Nếu có điều gì bất mãn thì bạn nên chủ động trao đổi với lãnh đạo.
Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, hãy chủ động và tự tin hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, lứa đôi ngày càng thấu hiểu nhau hơn vì đôi bên luôn dành thời gian để trò chuyện. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, người ấy cũng đưa ra cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, bạn cảm thấy áp lực vì bị giao cho quá nhiều đầu công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nếu có điều gì bất mãn thì bạn nên chủ động trao đổi với lãnh đạo. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 24 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Mùi, Thìn. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Mão, Ngọ, Dậu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!